hello mọi người video thứ hai này là video vạch trần cái vấn đề quảng cáo coi thử có đúng như sự thật hay không nha bây giờ á như lời quảng cáo ở trong video đó là 90 đến 92 triệu trên một tháng đúng không? cơ bản là 4.971 đô ca khoảng tầm từ 90 cho đến 92 triệu đồng một tháng tỷ giá bây giờ là 19 anh chị chia ngược ra sẽ được là 4.736 Đồ là trên một tháng bây giờ anh chị chia ngược ra chia cho 8 là một ngày làm 8 giờ đúng không anh chị thì có nghĩa rằng là anh chị phải làm 29.3 ngày trên một tháng có nghĩa rằng là anh chị làm suốt cho hết một tháng luôn không nghĩ ngày nào hết đó 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 là sai quy định của pháp luật Canada không có cái tình trạng mà đi làm 29 ngày trên 30 ngày không có nghe bên đây đi làm chỉ từ thứ hai cho tới thứ sáu thứ bảy chủ nhật nghỉ hoặc là từ từ thứ ba cho tới thứ bảy chủ nhật thứ hai nghỉ đó là lời quảng cáo sai sự thật cái điều mà quảng cáo sai thêm một lần nữa đó là qua Canada có người bao ăn bao ở với cái đơn này thì ăn ở thì chủ sử dụng cung cấp miễn phí ô là trời ơi đâu phải ở Việt Nam đâu anh chị. Ở Việt Nam mới có đi vô công phân xưởng ở Bình Dương, ở Lòng, Đồng Nai. Đó, mới có bao ăn bao ở. Nó còn ở trong bên Canada này, không có bao ăn bao ở. Hồ mãi ní dữ. Tôi trả tiền cho bạn rồi, bạn tự bạn xử đi. Không có ai hết á. Với lại nói nghe nữa nè. Cái tiền phí đi á, là 20 ngàn. 20 ngàn ca mẹo. Đấy anh em 20.000 ca mèo bây giờ nhân lên là nhiêu? Hơn 550 củ. 550 củ chia ra 2 năm, mỗi năm là 200 mấy? Là có phải là 225 củ không? 2525 củ, 225 củ chia ngược ra 12 tháng, mỗi tháng có phải mất 18 củ 75 không? Anh chị lấy cái 4.736 trừ đi cho một uh, cho cái này là một ngàn đi có nghĩa rằng là anh chị phải trừ ra vốn có nghĩa là anh chị còn được ba ngàn mấy anh chị trả tiền nhà cái lời quảng cáo kia là vũ đảm bảo là không có thật đâu trả tiền nhà tiền ăn tiền uống tiền xe tiền cộ tiền bảo hiểm này nọ các kiểu không bao giờ có đâu anh chị thấy chưa rõ ràng có vấn đề ở trong cái lời quảng cáo này đúng không mọi người anh chị em nào ở tại Canada hãy vào comment cho những anh chị em ở tại Việt Nam muốn qua bên Canada làm giàu cho mọi người tỉnh táo ra một chút xíu mọi người ơi hãy tỉnh táo ra đi có miếng phô mai nào đem ra bảy chuột hết cả ăn trước đó đã mọi người comment xem cái bài toán tính dùm cho vũ cái bài toán thử xem sao coi có đúng hay không vũ xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha